Xin chào, xin gửi lời chào đến với tất cả các bạn khán giả đang cùng đến với chuỗi series những câu chuyện hậu trường của gái già lắm chiêu vi, những cuộc đời vương giả. Ngày hôm nay tất cả quý vị sẽ cùng gặp gỡ một vị khách mời. Đây là một nhân vật thu hút rất là nhiều sự chú ý của các bạn khán giả trong suốt khoảng thời gian vừa qua khi công bố nhân vật này tham gia cùng với lại dự án của chúng ta. Một bạn hot boy, đặc biệt là các chị em phụ nữ rất là mê, rất là thích. Không ai khác, đó chính là Khương Lê. Xin chào tất cả mọi người, mình là Khương Lê, là diễn viên trong cái gia lãm chiêu phần 5. Và Khương Lê đã lọt vào mắt xanh của cặp đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Si Tô để trở thành nam chính của phần này. Bây giờ câu đầu tiên, lý do tại sao lại lọt vào mắt xanh của anh Bảo Nhân với Nam Si Tô? Cô duyên từ đâu? Em xin kể một tí về cái khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật của em. Em hoạt động nghệ thuật hình như cũng năm 18 tuổi. Lúc đó em đi casting vào một phim trên YouTube. Và may mắn là em đã được đậu phim đó và em bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ đó. Và khoảng một thời gian sau thì em cảm thấy như mình khá là trong trên, tại vì mình không có ai định hướng riêng cho mình hết. Xong rồi mình cứ đi chơi bóng rổ, rồi lâu lâu viết lách vài 2-3 bài nhạc, thì lâu lâu thì tham gia đóng MV. Nhưng mà mãi tới cái tuổi 22 này là năm nay là em ý thức được với bản thân mình là mình nên làm cái gì. Và em cũng nhận thức được rằng là mình rất thích hoạt động nghệ thuật. Nên là em đã đi đóng một vài MV của những ca sĩ và đi chụp một số bộ ảnh lookbook. Và nhờ cái bộ lookbook đó của anh stylist kia, anh Bảo Nhân đã biết đến em và đã liên hệ với anh kia rằng hãy cho anh một cuộc hẹn gặp em để nói chuyện về tương lai, về dự định của em này nọ. Và đó là lý do mà em được biết đến và trở thành nam chính. Em nghĩ đó cũng là một phần của may mắn. Ok, thì ra là một câu chuyện cũng khá là dài, tại vì trước đây thì mọi người có nói là có biết đến Khương Lê và rõ ràng là bẵng một thời gian thấy các em không có hoạt động nghệ thuật nữa. Em bị mất tích luôn. Rồi sau đó thì bây giờ lại quay trở lại và thủ vai chính của cái phần này. Thì ra là cũng có một đoạn chắc là do trong trên tuổi trẻ nhờ. Không, nói chung nó thẳng ra là lúc đó em còn trẻ quá, còn mê chơi. Thì bây giờ thì mình ý thức được hơn. Nói thật đó là lúc mà bạn nhận cái vai diễn này thì chắc chắn là bạn sẽ rất là áp lực đúng không? Dạ, chắc chắn luôn. Vậy thì lúc đó giải quyết áp lực của bạn ra sao? Nói ra thì hơi dài ạ. Không. Cái lúc mà em gặp hai anh rồi á, em đi về nhà em vẫn chưa nghĩ là em sẽ được đậu vào vai của Gái Già Lắm Chiêu đâu. Tại vì Gái Già Lắm Chiêu quá là lớn rồi. Còn em chỉ là con số 0 thôi. Nhưng mà may mắn thay là em đã được chọn. Và đó cũng là một cái áp lực vô hình với em, tại vì em sợ mình làm không tốt á. Xong rồi ảnh hưởng tới đoàn phim. Xong rồi sau đó thì mình mới bắt đầu ý thức hơn, mình cố gắng hơn. Tại vì lúc đó em không có thân với hai anh, cũng không biết, không dám hỏi hai anh về anh ơi em nên làm thế này, làm thế kia, thế nào. Thì đáp ứng đầu tiên mà mấy anh đưa yêu cầu cho em là phải có body 6 múi. Không, cái này anh biết, tại vì đặc sản Gái Già Lắm Chiêu là bao giờ cũng phải là 6 múi hết. Nên là em phải đi kiếm PT liền. Kiếm PT trong vòng 4 tháng là phải bắt đầu có cái body, có cơ ra. Xong sau đó là về phần diễn xuất của em thì em cũng là một cái giấy trắng mà. Nên là em phải được trao dồi về phần diễn xuất. Em đã được cho đi học cô Kay Thư Uyên. Rồi em phải xem nhiều phim và bắt đầu lao ra đường xem cái nhịp sống mọi người như thế nào, quan sát mọi người. Có cái hôm mà em ngồi cà phê mà em bắt đầu quan sát mọi người á, thì em mới thấy là ủa sao hồi đó mà mình không có để ý những chuyện này ta. Thật sự là mình những gì mình biết quá là ít ỏi. Toàn là mình nhận thức về những gì mà mình chú ý không à. Em cũng mua thêm sách để em đọc. Và bây giờ là em điều gì em không biết là em cứ việc hỏi hai anh thôi, hai anh sẽ giải đáp cho em hết. Nên rất là may mắn khi mà được gặp anh Nam và anh Nhân trong cái khoảng thời gian này. Dạ, rõ ràng là bạn có áp lực và bạn cũng đã có sự hỗ trợ và giúp sức từ cả ekip. Nên mình cũng đã rất là may mắn và vượt được áp lực và đã hoàn thành được vai diễn này xuất sắc. Trong khả năng có thể nhất của Khương Lê. Ok, vậy thì hỏi thật một điều là bởi vì Khương Lê là một gương mặt rất mới. Và khi mà bạn đóng chung cùng với những nghệ sĩ gạo cội như là nghệ sĩ Nhân Lê Khanh, rồi cô Hồng Vân, rồi chú Hoàng Dũng, bạn có bị áp lực lắm không?
em nghĩ nha, không chỉ riêng em mà tất cả những diễn viên trẻ luôn, nếu mà được đứng chung với lại những người diễn viên gạo cội như vậy chắc cũng sẽ khớp như em thôi. Nhưng mà em thì được may mắn là mấy anh trong ekip là đã cho tụi em những hoạt động đi học trước đó, đi học và fitting thời trang, là tụi em có một khoảng thời gian mà nói chuyện với nhau, hiểu nhau hơn, nên là em cảm thấy mình được quan sát, được lắng nghe để nắm bắt nhanh á. Để họ không thấy mình là chậm chạp làm phiền ekip. Thì tính em cũng hay lo xa nữa, sợ làm phiền người khác, mà sau này thì các cô các chú thì thấy mình như vậy thì hiểu mình. Họ bắt đầu lắng nghe, họ bắt đầu nói, họ bắt đầu giải thích cho mình từng cái mà từng cái việc mà mình không hiểu, thì em cảm thấy những người đó truyền cảm hứng cho mình rất nhiều và để cho mình thúc đẩy cho mình làm tốt công việc của mình hơn. Rõ ràng là quý vị cũng thấy rằng là các anh chị, các cô chú trong cái Giả Lẫm TV lần này cũng đã giúp sức rất là nhiều cho bản thân của Khương Lê, và Huy nghĩ là có cả Kylie Nguyễn nữa cũng là một gương mặt trẻ trong phần này của chúng ta. Vậy thì á, có một cái điều mà các bạn khán giả cũng rất là quan tâm, đó chính là vai diễn của Khương trong cái Giả Lẫm TV là vai diễn gì, như thế nào, đó làm sao. Tại vì hồi nãy giờ mình đã nói về cái cơ duyên mà Khương đến với cái vai diễn này rồi, nhưng mà Khương cũng phải nên là bật mí chút xíu về vai diễn của mình. Đây là một anh chàng như thế nào, tính cách là sao, làm nghề gì, công việc gì? Khương thủ vai một anh chàng tên là Jonathan Vĩnh Thụy. Thì chàng trai này là một chàng trai nhiếp ảnh gia cổ vật, chuyên chụp ảnh về cổ vật của triều Nguyễn. Và khi tiếp cận vào bạch trà viên của gia đình nhà họ Lý thì anh ta vô tình chạm mặt Lý Linh và một tiểu thư Trâm Anh Thế Phiệt. Hai người rơi vào một cái chuyện tình lãng mạn nhưng mà cũng hơi oan gia ngõ hẹp, nhưng mà em nghĩ bây giờ ngõ hẹp một xíu nên mới thú vị đúng không? Đúng, nói chung là phải có drama thì mới có hấp dẫn, còn nếu mà không có drama thì khó cho tất cả quý vị khán giả theo dõi lắm. Đồng ý. Hồi nãy bạn Khương Lê có nói đến là gặp Lý Linh. Lý Linh đó chính là ga đen miệng thủ vai. Bây giờ mình hỏi về cặp đôi này nè, tại vì thông thường ở trong một cái phần phim của vũ trụ điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu thì sẽ có một cặp đôi, và cặp đôi lần này của chúng ta là Khương Lê và ga đen Nguyễn. Bây giờ hỏi ấn tượng đầu tiên khi làm việc chung với Kylie Nguyễn đó là gì? Cái câu này là em đã nói rất nhiều lần rồi, không phải thảo mai đâu, nhưng mà thật sự Kylie rất là chuyên nghiệp. Mà em thật sự khâm phục Kylie luôn, tại vì em có một khoảng thời gian là em với Kylie đã biết nhau từ trước rồi. Khoảng 4-6 năm về trước rồi, vào một dịp đi chơi chung thôi, rồi bẽn sau này chả gặp nhau, xong rồi tình cờ được làm việc chung với Kylie luôn. Thực sự là em rất là thích. Bởi vì dù sao thì em với Kylie biết nhau trước rồi, nên bớt cái giai đoạn mà làm quen với nhau á. Nên là mọi thứ cũng Nhưng mà hỏi nhỏ nha, tại vì không có Kylie ở đây. Kylie có ăn hiếp em không? Không, ở đây có hai anh em mình à. Em cứ thoải mái chia sẻ đi. Có hả? Có, nhưng mà em không dám làm nữa. Tại vì cái già mà anh lắm chiêu mà mình làm cái là đứt đầu lên. Nhưng mà ở ngoài Kylie có ăn hiếp em không? Không, ở ngoài cái này hiền lắm, dễ thương lắm, hâm lắm. Ok. Nhìn thôi chứ hâm lắm. Vậy chứ cái này là một cô gái rất là xinh đẹp. Công nhận. Vậy chứ có lần nào đóng chung em bị sao nhãng với cái vẻ xinh đẹp đó của cái này không? Chắc có, tại vì không thể nào không có được. Tại vì cái này giúp em rất là nhiều. Có một lần là cái hôm mà cái cảnh quay đó là quay cả ngày luôn, tới khuya luôn, quay ở ngoài biển. Mà tới khuya là em kiểu như em bị áp lực vô hình á. Quên hết lời, quên hết cách diễn. Xong rồi cái đi mới nói nhỏ nhẹ với em thôi: cố lên. Chỉ vậy thôi? Hai chữ thôi. Và nó làm cho em giúp thấy... cho em kiểu như là bóp tinh thần cho em vào cái đêm đó luôn. Nên em rất là nhớ mãi cái khoảnh khắc đó. Nhưng mà nha, Kylie đời thường với lại một Lý Linh là hai người hoàn toàn khác nhau. Kylie thì rất là dễ thương, rất là xinh xắn, rất là nhí nhảnh, rất là hồn nhiên. Còn khi đã trở thành một Lý Linh rồi thì rất là xinh đẹp, rất là toát ra một cái sự gọi là nữ quyền á anh. Mỗi lần mà em lên trường quay là em phải kiếm Lý Linh để em ngắm Lý Linh trước. Lý Linh quay là em cứ ngồi mò để em coi Lý Linh diễn thế nào. Vậy có nghĩa là khi người ta make up thì em thấy là người ta hấp dẫn vậy đúng không? Vậy chứ dụ như mà khi mà gặp Kylie ngoài không make up thì ấn tượng của em ra sao? Em đã nói rồi đó, Kylie đời thường,
thì dễ thương, xinh xắn, không chỗ nào để chê hết. Em bật mí là em rất thích con gái không make up nha. Không thích con gái make up. Yes. Nãy giờ dành rất là nhiều lời khen có cánh cho Gady luôn. Ê, nói thiệt nha, Gady có phải là cái gu bạn gái lý tưởng của em không? Một bạn gái lý tưởng hả? Ừ. Em nghĩ... Mình thẳng thắn là mình mạnh dạn mình nói điều này nè. Thật sự thì em cũng chả biết cái gu... Của em là gì hết. Cái gu bạn gái của em là gì hả? Tại vì em chưa tìm ra thôi. Em kể cho anh nghe, em có bạn gái từ rất sớm. Ý là năm 18 tuổi là em đã có một mối tình 4 năm. Lúc đó thì em cứ nghĩ là bạn đó là cái người mà lý tưởng nhất của mình rồi. Ừ. Nhưng giờ mình mới hiểu ra là mỗi giai đoạn người đàn ông sẽ trưởng thành hơn. Họ sẽ đánh giá những sự việc có như là có nhu cầu hay là yêu cầu gì nó sẽ khác dần. Ừ. Kể cả những việc mà mình thích, không thích. Sự lựa chọn khi trưởng thành nó gắn với nhiều lý do và mục tiêu hơn. Yeah. Nên em nghĩ là không thể nào mà nói ra cái hình mẫu lý tưởng bạn gái được. Không nói được hình mẫu lý tưởng bạn gái. Tại vì biết sao, có nhiều bạn khán giả theo dõi chương trình của mình, nhiều khi các bạn cũng đang trông chờ đoạn này để coi là gu của Khương Lê là làm sao. Mà Khương Lê là bây giờ cũng chưa có tìm ra được cái gu bạn gái lý tưởng của mình nữa. Nhưng bây giờ nếu mà gọi là nhìn lên một cách tổng quát nhất về cái người bạn gái hiện tại mà bạn thích á, thì bạn thích người đó có những cái tính cách và có những cái điều đặc biệt như thế nào? Điều đặc biệt á? Ừ. Em chỉ cần là thông cảm và hiểu cho công việc của mình. Em cần gì đó thôi. Không cần gì hơn. Thông cảm và hiểu cho công việc của mình. Dạ. Ừ, điều này em cũng sẽ ngược lại với bạn nói như vậy. Ok. Điều này thì Huy nghĩ là cũng có thể hiểu và chia sẻ được cùng với lại Khương cũng như những người mà làm nghệ thuật. Dạ. Tại vì thật sự các bạn rất là bận và nhiều khi chúng ta phải đi gặp gỡ rất là nhiều những cái mối quan hệ khác nhau. Yeah. Nếu mà không hiểu và không thông cảm thì rất là khó. Yes. Để có thể bền vững với mối quan hệ. Yeah. Đúng không? Đồng ý. Ok. Ở đây thì có một cái câu hỏi, đó là trong phim này á, bạn thủ vai vào một cái chàng phi công trẻ. Yeah. Và Lý Linh thì tạm gọi là gái già lắm chiêu. Yeah, đúng không? Yeah. Là kiểu như là phi công trẻ phải lái máy bay bà già nè. Ok. Yeah. Vậy thì với Khương Lê ở ngoài thì nó như thế nào? Nó có giống với lại chàng phi công này không? Ở ngoài em cũng thích quen người lớn tuổi hơn. Oh. Nên là wow. Em nghĩ đó cũng là một trong những lý do mà em được chọn vô vai. Vậy chắc là anh Bảo Nhân năm xưa có hỏi cô đó hả? Hay là sao? Có hỏi cô đó gì em bao giờ chưa? Có rồi đó mà. Có hỏi rồi. Nhưng mà vu vơ quá em không nhớ thôi. Có. À. Thích quen người lớn tuổi hơn. Lý do tại sao? Tại vì em thích nhìn những người phụ nữ chín chắn một tí. Nhưng mà họ có cái gì đó mình muốn che chở với họ. Ok, có nghĩa là muốn là một cái cậu bé nghịch ngợm nhưng mà vẫn có một người phụ nữ trưởng thành ở bên cạnh mình và tình yêu của mình thì vẫn rất mãnh liệt với người phụ nữ đó. Giống như là mình là một cậu bé nghịch ngợm, mình cần có một người mà lâu lâu đánh vô đầu mình một cái, tỉnh dậy đi, không được nghịch ngợm nữa. Dạ, thưa mọi người, đó chính là gu của Khương Lê mọi người nha. Mọi người hãy nhớ kỹ cái đoạn này, đó là chia sẻ của Khương Lê. Còn bây giờ thì hỏi về gu, hỏi về những cái điều liên quan tới sở thích bạn gái của Khương Lê rồi. Bây giờ mình quay trở lại với bộ phim đi. Yes. Ok, hồi nãy giờ là nghe Khương nói rất là nhiều đúng không, về câu chuyện. Và trong cái phim này thì Khương đóng vai là phi công trẻ. Và với lại Lý Linh là cũng tạm gọi là gái già lắm chiêu đó. Thì thật sự đó, cái câu chuyện này giờ đây ở ngoài kia thì nó không có phải là hiếm. Nó cũng xảy ra rất là nhiều. Đúng không? Thường gặp. Mà có khi trở thành xu hướng nữa. Bạn cảm thấy điều này như thế nào? Em nghĩ em cũng còn quá trẻ để nói về tình yêu, nhưng mà em thấy cũng bình thường. Thì giờ là bình đẳng giới mà, tại sao đàn ông quen những cô gái trẻ được mà ngược lại thì không. Em thấy tình yêu thì không có đông đo đếm được bằng số tuổi đâu. Với em thì phụ nữ dù có bao nhiêu tuổi thì trong tình yêu họ vẫn mãi mãi tuổi 18. Hay ha. Ok, tuyệt vời. Vỗ tay cho Khương. Dạ, bây giờ thì mình quay trở lại cùng với quá trình. Huy nhớ hình như là một tháng hả? Dạ. Một tháng mình đóng phim này đúng không? Tại dạ. Huế. Sau cái thời gian đó, cái điều mà bạn học được nhiều nhất đó là gì? Nói về học thì quá nhiều luôn. Ngoài việc em quan sát và học được cách diễn xuất và cách hóa thân và nhân vật của người diễn viên cùng phim với em, thì em còn học được cách làm việc, cách vận hành của ekip của một bộ phim như thế nào nữa. Tại vì trước đó thì em chỉ tham gia vào những bộ phim trên YouTube thì nó quy mô rất là nhỏ. Và mọi thứ ở Gái Già Lắm Chiêu Năm thì nó rất là hoành tráng và rất là chỉnh chu.
mọi thứ đều rất quy mô và chuyên nghiệp. Đây là cơ hội để em quan sát và học hỏi để có thể trưởng thành hơn. Nhưng mà cái điều mà bạn học cụ thể ở đây nhất bạn thấy được đó là gì? Em học được cách các diễn viên hóa thân vào nhân vật như thế nào, cách họ diễn vô một cái cảnh quay như thế nào. Em quan sát họ xử lý trên phim trường. Có một cái hôm đó là em đi tập gym lúc buổi sáng, xong em về em đọc kịch bản của nhân vật của mình, xong rồi tối đó em lên set để em coi cô Lê Khanh và chú Hoàng Dũng quay. Thì cái cảnh đó là cảnh rất là khó. Em ngồi em cầm cái kịch bản á để em coi mọi người thoại với lại mọi người giữ cái cảm xúc mọi người như thế nào á, thật sự rất là tuyệt vời. Cô Lê Khanh ở ngoài với lại Lý Lệ Hà là hai con người hoàn toàn khác nhau. Khi cô bước vào, ánh mắt và thần thái của cô nó toát ra nữ quyền, nó rất là quyền lực anh hiểu không? Ở trường, ở lớp thì có khi không có cơ hội để chứng kiến được những chuyện đó. Quan sát là một cái cách mà Khương đã thực hiện để có thể học thêm cái cách diễn xuất tốt cho bản thân của mình. Tại vì dù sao nữa thì mọi người cũng biết rằng là Khương thì không được đào tạo qua trường lớp về diễn xuất, đúng không? Ngoài ra thì Khương còn có cách nào để học được cho mình diễn tốt hơn trong vai diễn lần này không? Ngoài những cái chuyện đó ra thì em có đọc sách và xem phim, đọc sách để có thêm được nhiều vốn từ anh. Lại xem phim để coi cái cách diễn viên người ta truyền tải cảm xúc, với lại coi cách người ta thoại nhấn nhá như thế nào. Em cũng thích đi du lịch nữa. Cố gắng đi thật nhiều nơi để tìm hiểu, cho mình hiểu biết thêm để có thể trau dồi phần diễn xuất của mình bằng cái cách mình quan sát thôi. Đây cũng là một cái bí quyết rất là hay để cho tất cả các bạn khán giả chúng ta, ví dụ như có ai mà đam mê với công việc là trở thành diễn viên, nghe những gì mà Khương chia sẻ, quan sát là một, đọc sách, rồi xem phim nhiều đúng không? Rồi cũng nên gọi là đi du lịch để có thêm trải nghiệm, tăng thêm những cái kinh nghiệm sống cho mình thì mình sẽ hóa thân vào cái vai diễn mình tốt hơn. Nhưng mà em nghĩ quan sát thôi cũng chưa đủ. Tại vì mình muốn là một con người hoàn thiện thì mình phải cần đi học. Muốn phải chuyên nghiệp, muốn càng tìm hiểu thêm sâu, muốn càng thấy diễn xuất thì không thể nào mà dễ dàng á, thì mình phải đi học thôi. Và em cũng may mắn là được hai anh đạo diễn cho đi học bên cô Khe Thiêu Yên á, nên em cũng đỡ được phần nào. Vậy thì ngoài quan sát thì cái chuyện học cũng là cái chuyện mà chúng ta phải làm để trở nên chuyên nghiệp hơn. Hoàn toàn đồng ý với những gì mà bạn Khương Lê chia sẻ. Thế thì bây giờ có một câu hỏi nữa rằng là em đi học nè, em quan sát rồi nè, nhưng mà cái việc để em chuẩn bị cho vai diễn là một cách tốt nhất thì nó phải trải qua những cái ngày tháng chuẩn bị ra sao? Như hồi nãy em đã nói là tụi em đã được bên nhà sản xuất cho đi chuẩn bị học rất là nhiều kỹ năng. Học cưỡi ngựa, học khiêu vũ, học cả những lớp đào tạo phong cách sống nữa. Thật sự, phong cách thượng lưu anh. Những điều đó quan trọng ở trong cái giai đoạn chiêu lắm. Em đã dành thời gian đọc kịch bản. Và anh biết không, em phải tự đọc kịch bản, rồi tự thu âm cái điện thoại của đối phương. Xong rồi em thu, xong rồi em cái lúc mà em tập thoại, em nhấn điện thoại hiểu rồi. Còn điều gì nữa không ngoài đây? Ban đầu á thì em nghĩ sai về vai diễn này, vì em cứ lúc nào cũng cố gắng để tìm ra một Jonathan là thế nào. Nhưng mà khi hỏi anh Nhân thì anh Nhân nó bảo là Jonathan là chính em. Em chỉ cần là chính em thôi là đã là Joe rồi. Nên là dần dần em học cách thả lỏng ra, học cách đặt mình vào tâm lý nhân vật để hành xử theo đúng bản năng của mình. Tại vì em không phải là một diễn viên được đào tạo bài bản, em không thể dùng kỹ thuật mà để diễn để cho mọi người coi được. Nên em sẽ dùng bản năng của mình thôi, thứ thật nhất. Chứ không phải là cố diễn để cho ra nhân vật. Vậy thì suốt một tháng đó em thấy em đã thành Jonathan chưa? Em nghĩ là chỉ 70% thôi, tại vì em bị thiếu tự tin một tí. Thiếu tự tin một tí. Bây giờ ngồi nhìn lại lý do lúc đó là sao? Tại sao lại thiếu tự tin một tí như vậy?
chắc tại vì em là một tờ giấy trắng và lần đầu xuất hiện trên phim trường nên em quá nhiều lo lắng trong tâm tư của em. Em lúc nào cũng có nhiều suy nghĩ hơi hướng tiêu cực một tí. Vậy hả? Nó tạo thành một áp lực cho em. Nhưng mà cái việc mà em thiếu tự tin đó, anh hỏi thật là có cái đoạn này em nghĩ rằng là em bị áp lực bởi cái vai diễn phi công khác, bởi vì một nam thần cũng đã rất thành công. Đó chính là Lê Xuân Tiền trong Cái Gia Lâm Chiêu 3. Có lúc nào là bởi vì áp lực về chuyện đó mà cho nên em bị thiếu tự tin trên set quay của mình luôn không? Mà nói thật. Em thật sự là không. Tại vì em rất là thích anh Tiền. Thật sự là em rất thích anh Tiền trong cái vai diễn lần trước. Mà em chưa bao giờ nghĩ là hai anh em sẽ phải so đo với nhau ai là phi công giỏi hơn hay này nọ. Em chưa bao giờ. Tại vì em chỉ biết tập trung vô bản thân mình thôi. Vì đây là một cái dự án lớn mà. Hay vì cứ áp lực và so sánh thì cứ bỏ gạt hết qua. Mình cứ làm hết những gì mà mình có thể thôi. Nói như vậy để cho tất cả các bạn khán giả hiểu á, là áp lực thì dĩ nhiên là ai cũng phải có khi bước vào một cái vai diễn lớn như vậy. Và bên cạnh đó thì với bản thân của Khương thì giống như những gì em nói, anh nghĩ là đúng. Một trang giấy trắng, cho nên việc mà để em có thể hoàn thành tốt được vai diễn này thì nó cũng phải là một cái thử thách rất là lớn. Nhưng mà anh nghĩ là 70% cũng là một cái con số mà em đã rất là tốt trong cái chuyện mà thực hiện được cái vai diễn của mình rồi. Nhưng mà đây là cách nhìn của em. Nhưng còn không biết làm sao, nhưng mà phải để cho khán giả ra rạp xem phim vào ngày mùng 1 Tết năm 2021 thì mình mới biết được rằng là mọi người chấm cho em bao nhiêu phần trăm là hóa thân thành Jonathan. Đúng không? Cái này mình phải chờ. Bật mí thêm với mọi người này, không phải bật mí nữa mà nhắc lại với mọi người, Khương Lê thì rất là nổi tiếng với vai trò là vận động viên bóng rổ. Đúng không? Nhưng mà nãy lần phần đầu em có bật mí với mọi người rồi. Thế thì bây giờ vẫn còn đang chơi bóng rổ chứ hả? Dạ thiệt, vẫn còn chơi. Tại vì thể thao là nó ăn vào máu của em rồi. Em không thể nào mà bỏ được. Chỉ có cái là em phải tham gia nghệ thuật nên em không có thể đi thi đấu bóng rổ chuyên nghiệp được. Tuy nhiên thì em vẫn tham gia những giải nhỏ để chơi cùng mọi người, chơi cùng anh em. Ngoài bóng rổ thì hồi nãy em có tiết lộ một đoạn hình như là viết nhạc. Viết bài hát. Cái này hay nè, chia sẻ cho anh với mọi người biết với. Em có thích âm nhạc từ năm em lớp 8. Và nói cụ thể hơn là nhạc rap. Thì em cũng có thu âm và post những bài nhạc của mình lên YouTube. YouTube cá nhân của em. YouTube cá nhân thôi, nó cũng không có nhiều lượt view đâu. Nhưng mà em tự cảm nhận nó hay là em vui rồi. Tính ra là em là một bạn rất là đa tài, đa năng luôn á. Sáng tác được, đúng không? Hát cũng được. Rồi mình bây giờ là đang là một vai diễn điện ảnh nữa. Em có đang nghĩ rằng là mình sẽ đi theo hướng là một nghệ sĩ đa năng không? Để cho tất cả mọi người có thể đến gần hơn với em. Anh nghĩ đây là một cái lợi thế rất là lớn của một bạn nghệ sĩ trẻ. Thì em vẫn đang trong quá trình rèn luyện thôi. Còn để trở thành một nghệ sĩ đa năng thì em cũng phải trau dồi thêm rất rất nhiều và cần rất rất nhiều thời gian nữa. Thì hiện tại thì em chỉ tập trung cho diễn xuất. Và bên cạnh đó thì em đi học tiếng Anh, vũ đạo và sáng tác những bài hát như cách mà em lưu lại những kỷ niệm của mình. Rất là nhiều những điều tuyệt vời. Nhưng mà chẳng lẽ một chàng trai đa năng như vậy nhưng mà em chỉ có công việc thôi hả? Phải có thời gian dành cho người yêu, những mối quan hệ của anh chứ. Sao tới đoạn này là em khớp vậy ta? Không, có loại tới người yêu là thấy em khớp à? Em không độc thân. Em đang sống cùng với một bé chó tên là Bột. Bé chó tên là Bột. Dạ, ngoài đi làm ra thì em cũng đi chơi với tham gia bóng rổ, tập gym khi có thời gian. Nhưng mà cũng đang rất bận vì lịch trình học ngoại ngữ hay là những cái kỹ năng cho trau dồi bản thân nên em cũng chưa nghĩ tới. Thôi nói chung là mình cứ để cho mọi người thèm, tại vì giờ chưa có người yêu phải không? Cho mọi người thấy là mình có rất là nhiều những điều thú vị. Hôm nay đến với lại chương trình thì có một cái bức ảnh sẽ chia sẻ cùng với lại Khương Lê. Và nhìn bức ảnh này thì Khương Lê sẽ nói điều gì với tất cả mọi người đây? Xin mời! Bức ảnh này chắc là đang cưỡi ngựa, học cưỡi ngựa hả? Dạ không. Là cái cảnh đó. Bây giờ nhìn lại cái bức hình em ớn thật sự luôn. Như mấy bạn cũng biết rồi đó, em đã cùng với cô Lê Khanh, Kelly Nguyễn đi học cưỡi ngựa.
tận mấy tháng luôn. Một là để tập làm quay với ngựa, hai là để cưỡi được và phi được, điều khiển được nó. Và trong phim có những cảnh quay phi nước đại anh. Phi nước đại á nha, chứ không phải là cưỡi ngựa đi dạo đâu. Em cũng tự tin lắm, tại vì em nghĩ là mình cũng đàn ông mà, mình cầm cương cũng điều khiển ngựa là cũng dễ hơn. Trời, cảnh quay phi nước đại thực hiện bên hồ sen rất là đẹp. Sen nở trắng hồ, khung cảnh như là một trong bộ phim kiếm hiệp vậy. Em phải cưỡi ngựa như bay ở bên mép hồ, em chỉ sợ con ngựa mà lao thẳng xuống hồ thôi. Nhưng mà rất may nó không lao thẳng xuống hồ, nó chỉ lằn quằn và em đã phải té. Em té mà em kiểu như bật ngửa ra, em bị yếu luôn, em bật ngửa ra nguyên cái lưng đập xuống đất. Từ đó là em đã bớt tự tin cái cưỡi ngựa của mình. Dạ, thật sự phải là cho Khương Lê nói như vậy thì tất cả quý vị và các bạn mới thấy rằng là cái sự khó khăn, cái sự cực nhọc của các diễn viên, mà đặc biệt là Khương Lê, một cái gương mặt mới tinh. Bạn ấy đã phải trải qua những cái giai đoạn, những cái ngày tháng học tập nè, rồi rèn luyện nè. Và rõ ràng là đúng như những gì mà anh nghĩ là có thể nói với lại Khương, mỗi lần ra set quay không phải là diễn mà em đang học một cái điều nào đó, điều mới để có thể rèn luyện chính bản thân của mình. Đúng không? Đúng đó. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình của mình cũng không còn nữa. Chắc chắn là chúng ta sẽ dành một cái lời gửi đến tất cả quý vị khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay. Dĩ nhiên đó sẽ là kêu gọi mọi người ra rạp xem phim nha. Chương trình cũng đã sắp kết thúc. Chúng ta kết thúc luôn rồi đó em. Sắp kết thúc và chúng ta cũng sắp chia tay. Phương chỉ mong mọi người hãy đón chờ và luôn luôn ủng hộ Gái Già Lắm Chiêu phần 5 Những Cuộc Đời Vương Giả sẽ được công chiếu vào mùng 1 Tết, Tết Tân Sửu nhé. Để coi Khương đối đầu với những gái già lắm chi như thế nào nhé. Cảm ơn Khương rất là nhiều. Và hy vọng rằng là sau vai diễn này thì mọi người sẽ yêu mến Khương nhiều hơn nữa. Một bước lên luôn nha. Đây là hy vọng của ekip dành cho Khương Lê. Cảm ơn Khương rất là nhiều. Và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Và chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện hậu trường đặc biệt nữa, cùng với là series Những Câu Chuyện Hậu Trường Gái Già Lắm Chiêu Vi, Những Cuộc Đời Vương Giả các bạn nhé. Còn bây giờ thì Quang Huy cũng như là Khương Lê xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.